Đồ Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 27 tháng 8, em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật Bãi ạ. Và shop em là bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lô này thì gồm có 22 mã hàng, gồm có cần lai, cần bè, lu, iso, cần tay, một số cây lỗi khoen về mình hạ cần tay ha. Và phía thì có cần 3 khúc nè, iso. Và có combo là 4 cây là có 200 ngàn thôi nha mọi người, cần lưỡi khoen luôn. Dài từ 1m8 nè. Về mọi người có thể hạ cần tay mình xài câu chép rồi cũng được, đọt cũng to nha mọi người. Và súp ha. Và mọi người mua hàng gọi điện cho em nha, số 077-8873-789. Và hoặc là nhắn Zalo. Mọi người mua mã nào cứ nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày. Đầu tiên em sẽ giới thiệu mã số 1 là một cây cần fly chuyên suối ha. Cây này thì nó bị hụt ngọn, chiều dài trên cần là 2m7 mà cây này em đo là nó còn 2m6 ha. Thân 6 ha mọi người, thân 6, độ cứng nó là thân 6 ha. Chất liệu là carbon. Dòng cần fly ha, chuyên suối ha. Bị hụt ngọn. Chất liệu của cần là carbon và giá là có 190.000 thôi, em bao ship cho mọi người luôn ha. Nặng là 100g mã 1, giá là 190, dài 2m6. Mã 2 là một cây cần fly nữa nha mọi người, cây này thì nó dài 2m4. Cần này thì nó cũng bị hụt ngọn nhưng mà khi em ráp vào á mọi người, ráp vào thì em đo vẫn đủ 2m4 nha. Đây, cái này thì nó hụt nhưng mà đo thì vẫn là đủ 2m4 nè. Tem vàng xuất Nhật. Cần của hãng Team Campbell. Hai khúc thân 5, độ cứng của nó là thân 5 ha. Cây này thì nó mềm hơn cây số 1, cây số 1 là thân 6 ha. Rồi. Và đọt của nó là một ly bãi nặng 100g. Mã số 2 giá 230.000. Mã số 3 là một cặp. Cặp này là một cây bè và một cây cần lu. Chất liệu của nó là carbon luôn nha mọi người. Cặp này gồm một cây câu bè này là dài 1m65 nhưng mà bị hụt ngọn còn 1m6, độ cứng là 30 nha. Carbon. Bát của nó là bát Fuji FS6 ha. Phôi cần có củ trầy theo thời gian. Khoen là khoen Fuji. Ngọn 1 ly 6, nặng 140g, độ cứng là 30 ha. Và cây này là lu 2 khúc máy ngang, máy đứng, cây này máy đứng. Chiều dài là 1m8 ha, độ cứng là ML Spin Rally. Và khoen là đá sứ ha, cái khoen cái thì em không thấy giặt Fuji, nhưng mà những cái khoen khoen ở lóng ngọn này là khoen Fuji ha. Chất liệu cần là carbon và ngọn là 2 ly 1, nặng 120g. Thì cặp này giá là 400.000 phi ship ha. Mã số 3 cặp carbon giá bình dân. Tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây cần lu. Lu zig luôn ha. Đây dòng này là dòng Ocean. À không phải zig, em xin lỗi. AZI Game Stick ha. À, dài là 6,8 feet, là 2m04. Lai là 3-8 lb, lu là 0,6-7g. Cây này chắc tầm L thôi, độ cứng tầm L. Khoen là khoen đá sứ hãng. À, cây này nó xài cho máy đứng ha mọi người. Và đọt của nó là đọt tháp luôn. Cây này là made in China nha mọi người. Carbon vân như thế này. Ngọn 1 ly 2 nặng 100g. Cây này là máy đứng ạ. Đọt tháp, độ cứng tầm L nha mọi người. Phôi nó là phôi carbon vân nhám như thế này. Mã số 4 này là giá là 300.000, 100g thôi, của Trung Quốc sản xuất ha. Mã 4 300. Mã 5 sẽ là một cây cần ISO khoan nhỏ Vilamas ha. UMG Bass Fuji FS6, dài 4m5, đọt số 2. Có 5 lóng, Trung Quốc sản xuất. Khoan là khoan Fuji. Ngọn cần 1 ly 3, nặng 200g, số 5, 350.000. Mã 5, 350. Mã 6 là một cây 3m9 nha mọi người. Súp
carbon. Độ cứng là 25. Khoan đá sứ hãng như thế này. Ngọn này cứng lắm mọi người, ngọn tới 3.8 ha. Nặng là 370g, mã 6 nè. Giá 300.000. Chất liệu của nó là carbon trơn ha. Khoan cái thì mình cũng gặp được luôn. Nó có 4 khoan. Ở đây thì nó hơi rỉ nhẹ ha. Mã số 6 300. Mã số 7 là cái cần ISO, và cái này là nó bị hụt ngọn và lỗi khoen ha. Ở phần đít này nó có quấn băng keo bát fushi ở bát 6. Cái này trên cần là 5m4, đọt là đọt số 2, và cái này em đo là 5m2 ha. Khoen của nó đây. Khoen thì những cái khoen ở đây thì nó là khoen không có lỗi, nó còn được 6 khoen. Nó chỉ lỗi là không có đầu bu và không có khoen chạy ha. Ngọn 1.7 ly. Hơi cần thì cũng có hơi trầy xước. Có trầy xước. Cân nặng là 300g, mã số 7 250. Số 8 là một cây cần tay. Cây này là cứng đều ha, ra thẳng cần tầm 3H của hãng Suzumi. Và đọt của nó là 1 ly, đọt 1 ly 4. Em đo là 4m4, cái này dài thực tế là còn 4m4, bị hụt 10cm ha. Cần ra thẳng, cứng tầm 3H. Phôi cần thì cũng còn đẹp, trầy xước ít. Chất liệu của nó là carbon và nó nặng là 200g, mã số 8 giá 390.000. Mã số 10, số 9 là một cây cần carbon tay luôn, cây này của hãng Alpha. Chiều dài là 3m3, cứng đều 3H. Ngọn là 0,8 ly, có 4 lóng, dòng này được sản xuất tại Hàn Quốc. Phôi cần có trầy cũ theo thời gian. Có 4 lóng. Có hơi bị dính keo ở phần này thôi, còn ngoại hình thì nhìn chung cũng còn sáng đẹp. Cân nặng 100g thôi, dài 3m3. Mã 9 giá 360 ạ. 10 sẽ là một cây cần rút súp. Và cây này nó không còn khoen. Dòng này mình về có khoen thì mọi người gắn vào, không thì mọi người câu tay cũng được ha. Chiều dài 42, 4m2 em đo là 4m1 ha, super súp. Cân nặng thì có 280g thôi. Nó cũng không có quá nặng ha, bát Fuji FS7 ha. Và đầu ngọn này là 2 ly 7 nha mọi người. Thì mình để mình đánh tay luôn cũng được. Phôi cần có hơi trầy ha. Có hơi trầy xước. Có hơi cũ trầy theo thời gian. Thì cây này là nó nặng có 280g. Số 10 thì giá của nó là 350.000. Số 10. 11. Cây này thì mình về mình hạ cần tay nè. Cây này chiều dài của nó là 5m3, là đọt 1.5. Thì dòng này nó bị mất đồ bu ha. Mọi người gãi ngọn nè, gãi 10cm thôi. Bát là bát hãng, dòng này sản xuất tại Trung Quốc. Phôi của nó là phôi carbon trơn ha. Và ngọn của cần này là 1.9 ly. Nặng 330g. Khoen của nó thì còn được 6 khoen. Và khoen là khoen đá sứ, khoen hãng ha, không có lồng sứ. Mã 11 mã 11 này là nặng 330g và giá là 250 thôi. Chất liệu là carbon. 12 là một cây cần HB Concept, chất liệu carbon luôn, tem xuất Nhật ha, bát hãng nè. Dài 5m4, ngọn số 1. Ngọn số 1 thì cần này cũng mềm thôi. Phôi thì còn đẹp ha. Dài 5m4, khoen hãng luôn. Đọt 0,8 ly, nặng 200g, mã 12. Mã 12 300.000 thôi nha mọi người. Hơi mềm. Mã 12 300. Từ 13 trở đi sẽ là một số cây cần phíp ha. 13 là một cây 3 khúc phíp đỏ của Daiwa luôn nha mọi người. Bát của nó là bát vặn như thế này. Chiều dài của cần đó là 3m9, hàng nội địa Nhật. Và khoen của nó là khoen Daiwa luôn. Khoen này thì nó không có lồng sứ, lồng sứ nó nằm ở giữa nè. Kim loại sứ rồi tới cái lồng bên trong là lồng kim loại luôn. Và ngọn của nó là 3 ly 3, nặng 830g. Tay cầm ở đây thì nó hơi bị xước ở cái phần
góc cần mọi người, cái phần gỗ ha, độ cứng nó tầm khoảng 20-25 thôi. Rồi thì cây này là cây số 13, giá 280.000 ha mọi người, free ship ha. Tiếp theo là 14, sẽ là một cây cần 3 khúc của Daiwa luôn. Cây này dài là 3m9 nha. Hàng nội địa Nhật, Fisker Fujifuji FS7 ha. Khoan này thì khoan cái mình gặp. Khoan cái là khoan Fuji hết, đá sứ. Ngọn 3 ly 2 nặng 560g. Phôi thì hơi lấm tấm trầy xíu thôi. Và cây này thì nó độ cứng của nó tầm khoảng cũng 20-25. Tay cầm thì nó là nhựa. Mã 14 này giá là 300.000, 3m9 ha. Mười lăm là một cây ba khúc. Cây này là của hãng Olympic, dài 2m7. Bát của nó là bát vặn kim loại như thế này, tay cầm là bằng gỗ ha, dài 2m7. Khoan là khoan Fuji đá sứ, độ cứng 25-40. Đọt 2 ly 1, nặng 360g. Mã 15, 240.000. Đọt tháp. Mã 16 là một cặp cần ISO khoan nhỏ ha, gồm một cây là của Daiwa 5m1 và một cây là 5m4. Cây 5m1 này là ngọn 1 ly 8 ạ, và nặng là 360g. Đây là cây 5m1. Phôi bên trong cũng còn đẹp, chất liệu là phíp ha, cặp này 300.000 ạ. Có 7 lóng. Và cây này là 5m4, ngọn là 2 ly. Bát là bát Fuji, khoan là khoan Fuji luôn. Chất liệu cần là phíp. Rồi, trầy xước thì cũng không đáng kể đâu. Và chiều dài là 5m4 nha mọi người. Và nặng là 400g. Mã 16 ạ, giá là 300. 17 sẽ là một cái combo là gồm 4 cái cây cần như thế này, giá 200.000 thôi, 4 cây ạ. Gồm có là 2 cây 1m8, 1 cây 2m1 và 1 cây 2m7 ha. Đó, em sẽ giới thiệu lần lượt cho mọi người xem ha. À, cây này 1m8 nè. Tay cầm là bằng mút bát vặn. Khoan cây này thì nó hơi cũ xíu thôi, chứ là cần hoàn thiện ha, không bị lỗi. Nó bị lỗi khoan, lỗi một khoan như thế này. Đọt là 2 ly 2 nặng 140g. Đó, cây này là bị lỗi một khoan. Khoan và khoan hơi xấu ha. Và cây này 1m8 nè mọi người, bát Fuji với bát 7. Khoan là khoan nhựa và bị bể rồi, còn cái đầu bu thôi. Ngọn là 2 ly 1, nặng 180g. Có 2 lóng thôi. Và cây này là 2m1, 3 lóng, độ cứng từ 10 tới 15 ha. Dòng này mình về mình câu tay, mình câu những con cá lớn cũng được nè. Tay cầm ở đây là nó nhựa ha, bát Fuji nè, đọt cứng ha. Có 3 lóng. Và ngọn của nó là ngọn là 2 ly rưỡi, nặng 180g. Và cây 2m7 này thì nó là hoàn thiện ha. À, tay cầm ở đây là nhựa nè, bát vặn luôn, 2m7 của Hàn Quốc nè. Khoan này là khoan không lồng sứ ha. Ngọn là 2 ly rưỡi, nặng 200g. Có 3 lóng rồi thì combo này em bán giá là 200.000 ạ. Mã 17 ha. Đó, 200 về mình tháo khoan ra mình câu tay, hoặc là có khoan gắn vào câu cần máy cũng được luôn. Đó là mã số 17 ha mọi người. 18 sẽ là một cây 3 khúc 3m, bát Fuji FS7, chất liệu là phíp. Và cây này của hãng Olympic, khoan là khoan rồng rọc. Đọt là đọt tháp ha. Đọt cây này là bu nó là bu rồng rọc luôn. Đọt tháp này là 3 ly 6 ha mọi người. Tháp đọt 3 ly 6 ha. Độ cứng tầm 7-80. Hàng nội địa Nhật. Mã này là mã số 18 ha.
18 này á, là ngoại hình cũng còn đẹp nè. Tay cầm của nó là gỗ ha, 260.000. Free ship ha. Mã 19 sẽ là một cặp y cặp cần súp lỗi khoen, gồm một cây 3m6 và một cây 3m9 ạ. Cây 3m6 này là fresh súp, 3m9 là Daiwa nội địa Nhật. 3m6 là ngọn 2 ly 6, nặng 320g. Khoen là khoen nhựa bị bể rồi, còn được cái đầu bu thôi. Và tổng cộng thì nó có 4 lóng ha. Và cây này 3m9 nha, bát Fuji với bát 7 nè. Khoen là khoen bể hết rồi, còn được cái đầu bu thôi. Và ngọn là 2 ly 9, nặng 520g. Dòng này thì nó cứng tầm khoảng 20-25 ha mọi người. Và cặp này là giá 250.000, cặp lỗi khoen, mã 19 ha. 20 là một cây cần 2 khúc phíp đỏ, bát vặn như thế này, tay cầm là mút ha. Khoen là khoen của hãng Daiwa nè mọi người. Dòng này là dài là 3m 2 khúc. Ngọn cần 2 ly rưỡi, nặng 300g, mã 20. 20 này thì giá của nó là 200.000 thôi nha mọi người. Độ cứng tầm khoảng 20 thôi, không có cứng cao lắm ạ. Rồi, cây này mình về mình thích lưu cũng được. Lưu thì mình thay khoen to hơn xíu cho nó ra dây cho nhanh. Khoen này hơi nhỏ xíu. Rồi dòng này mã số 20 này giá 200.000, free ship ha mọi người. 21 sẽ là một cặp cần súp hoàn thiện ha, gồm hai cây đều 4m rưỡi hết, bát Fuji với bát 7. 4m rưỡi, một cây là đọt 3 ly 1 và một cây là đọt 2 ly 6 ha. Độ cứng thì tầm khoảng 25-30. Cây 2 ly, cây này là 3 ly 1 đây mọi người, 3 ly 1 thì cứng chắc tầm 30 đây. Thôi cũng còn đẹp ha. 4m rưỡi, còn cây này 2 ly 6 cứng tầm khoảng 20-25 ha. Đó, khoen là khoen Fuji hết nha mọi người, khoen cái mình gặp được. Chất liệu của cần là phíp ha. Và cặp này là cặp số 21 ạ. Giá của cặp này là 500.000 nha mọi người, free ship ha. 500 free ship toàn quốc luôn, mã 21. Rồi 22 là một cặp cần câu tôm. Cần đặc. 1m65. 200.000 một cặp. Mình xài cho máy đứng ha mọi người. Bát vặn ha, bát là bát nhựa nè, tay cầm nhựa luôn, khoen là không lồng sứ, cần đặc. Đó, cần đặc, độ cứng của nó thì tầm khoảng 15 thôi. 10-15 thôi, đọt là 1 ly 4 nặng 150g, nhưng mà cần đặc thì cái độ cứng nó mềm, nó đàn hồi ha. Và cái này 1m65, tay cầm là bằng gỗ, bát vặn luôn. Cái này thì ngọn của nó 2 ly 1 nặng 160g. À em xin lỗi, cây này là đọt 1 ly 4 nè. Cây này ngọn 1 ly 4. 1 ly 4 thì độ cứng nó cũng tầm 10-15 thôi. Còn cái cây này thì đọt mới là 2 ly 1 ha. Nói chung độ cứng thì nó cũng ngang nhau. Đọt nó to nhưng mà cái nó cũng mềm ha. Cặp 22 giá là 200.000, em bao ship ha mọi người. Cặp 22 ha. Mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.